Cận cảnh tiêm kích Su-34 triển khai vũ khí thay đổi cuộc chơi ở Ukraine. Chiến thuật mới của Nga để giảm tổn thất cho hạm đội tàu chiến. London loại trừ khả năng sát cánh chiến đấu cùng người Ukraine. Hamas đánh giá quan điểm của Israel về lệnh ngừng bắn là một bước lùi. Tổng thống Vladimir Putin kêu gọi đoàn kết xây dựng nước Nga mới toàn diện. Nga Vũ xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế trên kênh YouTube VNews VN truyền hình thông tấn. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Mở đầu bản tin sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga vừa qua đã công bố đoạn video cảnh máy bay Su-34 thả bom lượn FAB-500, vũ khí được cho là thay đổi cuộc chơi trong xung đột ở Ukraine, do tầm hoạt động lên tới 80 km và sức phá hủy đáng sợ của chúng. Hiện hệ thống lượn và điều chỉnh UMPC đang được Nga sử dụng trên các quả bom trọng lực cũ thời Liên Xô như FAB-500 hay FAB-1500 nặng 1,5 tấn để biến chúng thành bom lượn có độ chính xác cao và sức công phá lớn. Giới phân tích quân sự cho biết, ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã lên kế hoạch tạo ra nhiều hệ thống cánh lượn và điều khiển để biến vũ khí thông thường thành vũ khí có độ chính xác cao. Theo mô phỏng của các chuyên gia, bộ chuyển đổi mới tương tự bộ điều khiển của Jedamer với kết cấu bao gồm hệ thống dẫn đường quán tính và hệ thống định vị GPS GLONASS nhằm nâng cao độ chính xác. Ngoài ra, thiết bị còn có các cánh nhỏ và một cặp thiết bị giữ ổn định lắp vào một tấm kim loại dài gắn với quả bom, cho phép nó điều chỉnh hướng bay khi tiếp cận mục tiêu. Theo đánh giá của các chuyên gia và truyền thông phương Tây, bom FAB-500, FAB-1500 được hiện đại hóa đã chứng minh hiệu quả đáng kể chống lại các lực lượng của Kiev, và Ukraine cũng không thể phòng thủ hiệu quả trước loại đạn này. Với khả năng di chuyển khoảng cách xa một cách chính xác, bom trang bị UMPC có thể được thả từ các máy bay quân sự Nga nằm ngoài phạm vi hoạt động của các hệ thống phòng không mà Ukraine đang có, khiến Kiev không thể chống lại chúng. Một binh sĩ Ukraine hoạt động gần thành phố Abdiivka cho biết, bom FAB-500 có thể phá hủy hoàn toàn mọi vị trí. Chỉ cần sự xuất hiện của một quả bom, tất cả các tòa nhà và công trình lập tức bị biến thành cái hố. Rõ ràng, việc Nga tăng đáng kể tần suất sử dụng những quả bom lượn nhằm vào các vị trí của Ukraine, đặc biệt là quanh áp Dipka, đã giúp họ thu được những thắng lợi lớn. Theo tình báo Anh, Nga đang sơn bóng tàu chiến trên đất liền để đánh lừa Ukraine, trong bối cảnh Kiev liên tiếp nhắm vào các mục tiêu của Hải quân Nga. Trong một bản cập nhật tình báo công bố ngày 20 tháng 3, Bộ Quốc phòng Anh cho biết, bóng của tàu chiến Nga cũng được sơn bên cạnh bến cảng, nhằm gây nhầm lẫn cho các đơn vị vận hành máy bay không người lái của phía Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh cũng chia sẻ một bức ảnh cho thấy, bóng tàu của một chiếc tàu ngầm được sơn trên bến cảng, bên cạnh tàu ngầm thật. Hình ảnh được chụp tại cảng Novorossiysk của Nga ở Biển Đen. Tháng trước, Anh cho rằng Nga đã mất 25% số tàu chiến ở Biển Đen do bị đánh chìm, hư hỏng hoặc phá hủy bởi máy bay không người lái của Kiev. Để bảo vệ hạm đội của mình, Nga đã di chuyển nhiều tàu ra khỏi cảng Sevastopol ở Crimea. Do đó, Bộ Quốc phòng Anh nhận định, Nga đang sử dụng chiến thuật sơn hình máy bay và tàu chiến để giảm thiểu tổn thất đối với cả hạm đội Biển Đen và lực lượng hàng không vũ trụ. Tuy nhiên, London nhận định, nỗ lực của Nga không đem lại hiệu quả cao do tàu chiến và máy bay vẫn phải di chuyển để tham gia các hoạt động. Trong một bình luận vào năm 2023, ông George Barros, trưởng nhóm tình báo không gian địa lý và là nhà phân tích về Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh đã nhận định, một cuộc chạy đua vũ trang mồi nhử đang diễn ra. Trong tháng này, khu vực Belgorod của Nga đã liên tục bị Ukraine tấn công, trong bối cảnh xung đột hai nước đã bước sang năm thứ ba. Được biết, khu vực này chiếm khoảng 40% quạng sắt và các khoáng sản khác của Nga, đồng thời là nơi có một số công ty công nghiệp và trang trại lớn. Thủ phủ của tỉnh Belgorod là thành phố Belgorod, có dân số khoảng 340.000 người, chỉ cách biên giới 40 km về phía đông. Do đó, vị trí này khiến nơi đây trở thành mục tiêu dễ dàng của pháo binh Ukraine. Cuộc tấn công vào thành phố Belgorod ngày 30 tháng 12 năm 2023 đánh dấu thời điểm xung đột leo thang đẫm máu. Một loạt tên lửa đã nã vào thành phố này khi người dân đón năm mới. 25 người đã thiệt mạng và trên 100 người bị thương. Từ đó, Ukraine vẫn liên tục dùng tên lửa và máy bay không người lái để tấn công Belgorod. Các làng ở biên giới cũng hứng chịu các cuộc tấn công liên tục khi binh sĩ Ukraine dùng xe tăng, xe bộ binh bọc thép và các loại vũ khí hạng nặng khác xâm nhập. Trước tình hình ngày càng leo thang, Tổng thống Vladimir Putin đã cáo buộc Ukraine dùng các cuộc tấn công để khiến người dân sợ hãi, đồng thời khẳng định người dân của chúng tôi, người dân Nga sẽ đáp trả các cuộc tấn công bằng tinh thần gắn kết chặt chẽ hơn nữa. Ông Putin cũng khẳng định sẽ khiến Ukraine phải trả giá vì các cuộc tấn công xuyên biên giới vào Belgorod. Trong ngày 20 tháng 3, một phát ngôn viên của chính phủ Anh phát biểu với hãng tin TASS cho biết London không có kế hoạch gửi quân tới chiến đấu với Nga cùng binh sĩ Ukraine. Bình luận trên được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố ông không thể loại trừ sự hiện diện của quân đội NATO trên đất Ukraine khi cuộc xung đột giữa Kiev và Moscow vẫn tiếp diễn. Nhà lãnh đạo Pháp ban đầu đưa ra bình luận trên vào cuối tháng 2 và sau đó tăng mạnh hơn lập trường với việc mô tả Nga là một đối thủ Tuy nhiên, ông Macron phủ nhận việc Paris đang tiến hành một cuộc chiến chống lại Moscow. Trong khi đó, London không có kế hoạch như vậy. Người phát ngôn văn phòng Thủ tướng Anh Rishi Sunak nói với hãng tin TASS. Vị quan chức này khẳng định binh lính Anh sẽ không chiến đấu bên cạnh người Ukraine, đồng thời cho biết chính phủ ở London đã loại trừ khả năng triển khai quân sự toàn diện. Vào tháng trước, chính phủ Anh từng nói với các phóng viên rằng họ sẽ không gửi thêm quân ngoài số lượng nhỏ nhân sự mà chúng tôi có ở nước này để hỗ trợ các lực lượng vũ trang Ukraine. Khi được hỏi về khả năng NATO triển khai lực lượng từ Ukraine, vào đầu tuần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng điều đó sẽ chỉ kém một bước so với một cuộc thế chiến thứ ba toàn diện. Trong hôm 20 tháng 3, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan đã bí mật từ Ukraine, qua đó nhằm tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với Kiev trong hoàn cảnh Quốc hội Mỹ bế tắc khoản viện trợ bổ sung. Ông Jeff Sullivan đến Ukraine trong bối cảnh các lực lượng nước này đang ở thế yếu sau khi rút lui khỏi thành phố chiến lược Avdivka ở phía đông và đối mặt với những đợt tấn công của Nga trên khắp tiền tuyến. Hiện Kiev đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược và binh lính thường xuyên, trong khi các nhà lập pháp Hạ viện Hoa Kỳ vẫn tranh cãi về gói viện trợ 60 tỷ đô la Mỹ của Thượng viện cho Ukraine. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho đến nay đã từ chối lời kêu gọi bỏ phiếu về gói viện trợ, khiến Nhà Trắng phải gấp rút tìm kiếm vũ khí và thiết bị có thể gửi đến Ukraine. Trong cuộc họp báo tại văn phòng Tổng thống Ukraine ở Kiev, cố vấn Sullivan cho biết, Các bạn nên tin vào Mỹ, chúng tôi tự tin rằng chúng tôi sẽ hoàn thành được việc này. Chúng tôi sẽ chuyển khoản viện trợ này cho Ukraine. Ông Sullivan cũng cho biết Washington đang gấp rút cung cấp cho Ukraine. Ông từ chối bình luận về việc chuyển giao hệ thống ATACMS, tên lửa tầm xa đã tới Ukraine hay chưa. Trước đó, Kiev đã yêu cầu có thêm vũ khí tầm xa để cho phép lực lượng của nước này tấn công các mục tiêu quân sự ở xa tiền tuyến. Tiếp tục bản tin sẽ là một số tin tức quốc tế đáng chú ý liên quan đến tình hình xung đột ở Trung Đông. Ngày 20 tháng 3, một thủ lĩnh cấp cao của phong trào Hamas, ông Osama Hamdan đánh giá phản hồi của Israel đối với đề xuất mới nhất của Hamas liên quan thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 6 tuần ở Gaza là tiêu cực. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục ở Qatar. Tại cuộc họp báo ở Beirut, Liban, ông Hamdan xác nhận vào ngày 19 tháng 3, các bên trung gian tại Qatar đã truyền đạt quan điểm của Israel đối với đề xuất của Hamas nhưng quan điểm này không đáp ứng nguyện vọng của người dân palestine ông đánh giá phản hồi của israel là một bước lùi so với quan điểm đã được công bố trước đó và có khả năng cản trở thậm chí đẩy đàm phán vào bế tắc tuy nhiên ông không nêu chi tiết quan điểm của israel ông hamdan đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh ngoại trưởng mỹ antony blinken đang có chuyến công du các nước trung đông gồm ả rập xê út ai cập và israel để thảo luận về những nỗ lực đảm bảo thỏa thuận ngừng bắn ở gaza đây là chuyến công du thứ 6 của ông Blinken tới khu vực này kể từ khi xung đột giữa Hamas và Israel bùng phát vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố công tác chuẩn bị cho cuộc tấn công vào Rafah đang được tiến hành, nhưng hoạt động này sẽ mất một thời gian. Ông Netanyahu cho biết sẽ sớm phê duyệt kế hoạch sơ tán dân thường khỏi Rafah, nơi có khoảng 1,5 triệu người Palestine đang nương náu. Xin mời quý vị cùng chuyển sang một số tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Ngày 20 tháng 3, văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc OCHA đã cảnh báo tình trạng bạo lực đang ngày càng diễn biến phức tạp tại Sudan, qua đó gây ra nạn đói nghiêm trọng ở nước này. Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, bà Adam Gusonu, giám đốc bộ phận hoạt động và vận động tại OCHA nêu rõ, các mức độ bạo lực khủng khiếp hiện nay đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân ở Sudan và quốc gia châu Phi này đang bên bờ vực của nạn đói tồi tệ nhất thế giới. Hiện tại, khoảng 18 triệu người, chiếm hơn 1 phần 3 dân số của Sudan đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Trong 11 tháng qua, Sudan đã phải hứng chịu những hậu quả của cuộc xung đột bùng phát từ ngày 15 tháng 4 năm 2023 giữa quân đội và nhóm bán quân sự lực lượng hỗ trợ nhanh RSF. Bà Gosunu cho biết, Khartoum, Darfur và Kordofan, những vùng có 90% dân số đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực ở mức độ khẩn cấp, đã phải chứng kiến các cuộc giao tranh khốc liệt trong 340 ngày qua. Theo Liên hợp quốc, gần 28 triệu người trên toàn khu vực đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng, bao gồm 18 triệu người ở Sudan, 7 triệu người ở Nam Sudan và gần 3 triệu người ở Chad. Liên hợp quốc cũng lưu ý khoảng 730.000 trẻ em ở Sudan, trong đó có hơn 240.000 trẻ ở Darfur, đối mặt với suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng. Phó giám đốc điều hành chương trình lương thực thế giới WFP, ông Kanskow cho biết, tại Sudan, cơ quan này đang nỗ lực hết sức để giải quyết các nhu cầu nhân đạo song các hoạt động cứu trợ bị cản trở do thiếu khả năng tiếp cận cũng như các nguồn lực. Ông Scow cũng kêu gọi mở lại các cửa khẩu biên giới để tạo điều kiện cho hoạt động cung cấp viện trợ cho vùng Darfur mở rộng, nơi đang chứng kiến nạn đói và mức độ suy dinh dưỡng nghiêm trọng nhất. Ngày 20 tháng 3, phát biểu trước các phóng viên, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Vedan Pantel cho biết, chuyến bay di tản công dân Mỹ bằng trực thăng đã đưa thành công hơn 15 người từ Haiti đến thủ đô Santo Domingo của Cộng hòa Dominica trong phát biểu, ông Paten cũng khẳng định, bạo lực trên thực địa ở Porto Prince rất nghiêm trọng và tình hình an ninh chắc chắn có nguy cơ cao. Chúng tôi sẽ không tiến hành hoạt động sơ tán như vậy nếu cảm thấy không an toàn và chưa đủ điều kiện. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, đến nay gần 1.600 công dân Mỹ ở Haiti đã liên hệ với chính phủ để yêu cầu được đưa khỏi Haiti hoặc xin lời khuyên về cách giữ an toàn. Động thái trên của Mỹ diễn ra trong bối cảnh thủ đô của Haiti vẫn chìm trong bạo lực băng đảng. Hầu hết thành phố này đã bị các băng nhóm vũ trang kiểm soát. Ngày 20 tháng 3, tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi giới chức Nga đoàn kết cùng nhau đi trên con đường xây dựng nước Nga mới trong tất cả các lĩnh vực từ kinh tế đến văn hóa vì lợi ích của người dân phát biểu tại điện kremlin tổng thống putin bày tỏ hy vọng sẽ cùng các quan chức và người dân nga vững bước đi trên con đường sáng tạo và xây dựng nước nga mới trong tất cả các lĩnh vực như kinh tế năng lực quốc phòng nghệ thuật chính trị xây dựng nhà nước và các thể chế nhà nước nhằm đưa nước nga trở nên mạnh mẽ và thịnh vượng hơn tổng thống putin cũng nhấn mạnh nước nga có đủ nguồn lực cần thiết để làm điều này nhưng điều quan trọng là ý chí của người dân và ý chí này đã được thể hiện rõ ràng trong cuộc bầu cử vừa qua Ông cho rằng còn nhiều việc phải làm để thực hiện được những ưu tiên đã vạch ra nhằm phát triển đất nước. Người đứng đầu nước Nga cũng khẳng định mọi kế hoạch được ông nêu trong thông điệp liên bang hồi cuối tháng 2 vừa qua đều được cung cấp kinh phí và phải được thực hiện. Theo đó, trong bài phát biểu của Tổng thống Putin trước Quốc hội Liên bang, ông cho biết một số dự án quốc gia mới sẽ được triển khai nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân, đặc biệt là dự án hỗ trợ các gia đình có con nhỏ để tăng thúc đẩy tỷ lệ sinh. Một số dự án lớn khác cũng được thúc đẩy là dự án sống thọ và năng động nhằm tăng tuổi thọ cho người dân. Dự án thanh niên Nga phục vụ tương lai của đất nước sẽ hỗ trợ giới trẻ và phát triển chính sách thanh niên của đất nước. Dự án nguồn nhân lực nhằm cung cấp hỗ trợ cho các lĩnh vực phát triển chuyên môn, giáo dục và đào tạo. Dự án kinh tế dữ liệu phân bổ 700 tỷ rúp, hơn 7,6 tỷ đô la Mỹ trong vòng 6 năm tới. Trong khuôn khổ đối thoại ngoại giao quốc phòng Australia-Anh đang diễn ra tại thủ đô Canberra của Australia, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles và Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sharp đã ký thỏa thuận an ninh quốc phòng mới. Thỏa thuận gồm các nội dung liên quan đến tình trạng lực lượng, giúp lực lượng hai bên hoạt động dễ dàng hơn ở nước bên kia, như cách mà lực lượng quốc phòng Australia tham gia đào tạo cho quân đội Ukraine tại Anh, và việc Anh sẽ cử binh sĩ tham gia lực lượng luân chuyển tàu ngầm tại bang Tây Australia. Thỏa thuận này cũng thiết lập cơ chế tư vấn để hai bên có thể trao đổi về các vấn đề liên quan đến chủ quyền và an ninh khu vực. Bên cạnh đó, thỏa thuận cũng cho phép Anh đóng góp vào trung tâm tình báo của Australia. Cam kết hai bên sẽ đưa ra chương trình hành động chung về ứng phó với biến đổi khí hậu vào năm tới và tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong việc tăng cường năng lực, bao gồm cả trong cơ chế AUKUS. Xây dựng nhóm làm việc chung để đảm bảo hợp tác giữa hai bên, đáp ứng thách thức hiện tại. Hợp tác chặt chẽ hơn trong hoạt động dưới biển, gia phá bom mìn, khoa học công nghệ và lực lượng lao động. Đồng thời, anh cam kết tiếp tục tham gia các cuộc tập trận quốc tế tại Australia như Talisman Sabre, Pitch Black, Predators Run và Australia tiếp tục hỗ trợ nhóm duyên hải phía nam của anh và chuyến thăm khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của anh vào năm 2025. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cho biết, hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực an ninh quốc phòng đã diễn ra từ rất lâu và rất năng động, và khi thế giới trở nên phức tạp và bất ổn hơn, hai nước cần phải hiện đại hóa quan hệ với các đối tác quan trọng nhất của mình và thỏa thuận mà hai bên đã đạt được ngày hôm nay sẽ giúp hai nước đạt được mục tiêu này. Thủ tướng Australia Anthony Albanese ngày 21 tháng 3 cho biết, Quốc hội Đức vừa thông qua hợp đồng mua 100 xe bọc thép chở quân Boxer của Australia mà hai nước đã ký vào tháng 9 năm 2023. Hợp đồng có giá trị hơn 1 tỷ đô la Úc này là hợp đồng bán vũ khí lớn nhất từ trước đến nay của Australia, đồng thời đưa Đức trở thành khách hàng lớn nhất của ngành công nghiệp quốc phòng Australia. Australia dự tính, hợp đồng này sẽ tạo ra thêm 600 việc làm tại bang Queensland và nhiều công việc khác trong chuỗi cung ứng hàng hóa. Bên cạnh đó, việc Đức ký hợp đồng lớn như vậy cũng giúp tăng cường uy tín trong ngành công nghiệp quốc phòng Australia. Thủ tướng Anthony Albanese cho biết, hợp đồng bán 100 xe bọc thép Boxer cho Đức đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng của nền kinh tế Australia, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng của nước này. Trong khi đó, Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Pat Conroy khẳng định, thỏa thuận này góp phần vào việc phát triển ngành công nghiệp quốc phòng của Australia để bảo vệ người dân Australia và những lợi ích của đất nước. Nga vừa lên tiếng phản đối quyết định của Ủy ban Olympic Quốc tế IOC về việc cấm các vận động viên nước này tham gia lễ diễu hành khai mạc Olympic Paris vào tháng 7 tới, đồng thời khẳng định quyết định này đi ngược lại tinh thần của Olympic. Trước đó, Ủy ban Olympic Quốc tế thông báo các vận động viên Nga và Belarus Tranh tài tại Olympic mùa hè Paris năm 2024 dưới lá cờ trung lập sẽ không thể tham dự lễ khai mạc vì họ là các vận động viên cá nhân. Dù vậy, họ vẫn có cơ hội có mặt trực tiếp để theo dõi sự kiện này. Được biết, không có quan chức chính phủ nào của Nga hoặc Belarus được mời. Tháng 12 năm ngoái, IOC đã đình chỉ Nga tham gia Olympic Paris năm 2024, song cho phép các vận động viên Nga và Belarus thi đấu với tư cách trung lập. Nga đã kêu gọi IOC hãy rạch sòi theo đúng phương châm, thể thao không bị tác động và chi phối bởi chính trị. Vào ngày 21 tháng 3, Bộ Y tế Hàn Quốc thông báo từ tuần tới sẽ bắt đầu đình chỉ giấy phép hành nghề của các bác sĩ tập sự không trở lại làm việc theo yêu cầu của chính phủ. Biện pháp mạnh tay này dự kiến là sẽ áp dụng với khoảng 5.000 bác sĩ liên quan tới khủng hoảng y tế lớn ở quốc gia Đông Bắc Á này. Theo đúng quy trình, Bộ Y tế Hàn Quốc đã gửi thông báo và yêu cầu các bác sĩ phản hồi trước ngày 25 tháng 3. Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Y tế cũng đồng thời kêu gọi các bác sĩ trẻ trở lại bệnh viện hoặc cơ sở y tế đang đào tạo tiếp tục làm việc không chỉ vì bệnh nhân, vì hỗ trợ cho các đồng nghiệp đang làm việc vất vả, mà còn vì lợi ích của chính bản thân những người đã chọn nghề y, bởi việc đình chỉ sẽ có tác động tiêu cực đến con đường sự nghiệp của các bác sĩ trẻ. Cuộc đình công của các bác sĩ nội trú và tập sự trên toàn Hàn Quốc đã kéo dài hơn một tháng qua, và có chiều hướng gia tăng khi giáo sư của nhiều trường y cũng tuyên bố sẽ nghỉ việc từ tuần tới nếu chính phủ không có biện pháp tháo gỡ bế tắc. Tuy nhiên, chính phủ Hàn Quốc vẫn giữ lập trường cần tăng mạnh số lượng sinh viên y khoa để ứng phó với tình trạng già hóa dân số nhanh và thiếu bác sĩ ở nông thôn và các lĩnh vực y tế chuyên ngành. Theo kế hoạch, lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu EU sẽ nhóm họp hội nghị thượng đỉnh mùa xuân tại Bruxelles, Vương quốc Bỉ trong 2 ngày để thảo luận về những vấn đề cấp bách hiện nay mà khối đang phải đối mặt. Phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại địa bàn. Xung đột quân sự dai dẳng ở Ukraine, cuộc chiến ở giải Gaza, khủng hoảng nông nghiệp ở châu Âu là những thách thức mà Liên minh châu Âu đang phải đối mặt và đòi hỏi các nhà lãnh đạo của khối phải bàn thảo để tìm ra giải pháp tại hội nghị thượng đỉnh này. Theo đó, các chủ đề chính sẽ được thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh mùa xuân EU là tăng cường và đẩy nhanh các nỗ lực viện trợ quân sự cho Ukraine, chiến lược phòng thủ chung của châu Âu, tình hình nhân đạo ở Gaza, cải cách hệ thống nông nghiệp châu Âu và đánh giá sự chuẩn bị cho việc mở rộng liên minh. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Jacques Michel đã nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng nhất của Liên minh hiện nay là mua sắm và chuyển giao đạn dược cho Ukraine dựa trên các sáng kiến gần đây của Cộng hòa Séc. Bên cạnh đó, khủng hoảng ngành nông nghiệp châu Âu cũng sẽ là chủ đề thảo luận nhằm tìm giải pháp hội nghị, các lãnh đạo EU cũng xem xét tình hình di cư và giải quyết các vấn đề quan hệ đối ngoại khác. Báo cáo Hạnh phúc thế giới thường niên công bố ngày 20 tháng 3 cho thấy nhiều quốc gia phương Tây đã tụt hạng, trong đó đáng chú ý, Mỹ đã lần đầu tiên rớt khỏi nhóm 20 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới kể từ năm 2012 khi áp lực cuộc sống đang ngày càng tăng đối với giới trẻ của nước này. Báo cáo cho biết trong danh sách các nước hạnh phúc nhất thế giới, Mỹ hiện xếp ở vị trí thứ 23 tụt tám hạng so với năm ngoái khi cảm giác hạnh phúc của nhóm người dưới 30 tuổi có xu hướng giảm mạnh những năm gần đây. Hiện tượng này cũng đặc biệt rõ ràng ở Canada, Nhật Bản cũng như các nước Pháp, Đức và Anh khi đều tụt hạng. Những sự việc xảy ra gần đây, đặc biệt là với tình hình căng thẳng chính trị và khí hậu, nhiều người trong chúng tôi không thực sự cảm thấy có nhiều hy vọng vào tương lai. Ngoài ra, không khí chính trị ở đây cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người trong chúng tôi. Tôi nghĩ cuộc sống quá đắt đỏ hiện nay đang khiến rất nhiều người cảm thấy không hạnh phúc, đặc biệt với những người có tài chính không ổn định. Một số chuyên gia nhận định áp lực về tài chính và những căng thẳng trong cuộc sống, trong đó có tuổi thọ, quan hệ xã hội, tự do cá nhân, lạm phát được xem là những nguyên nhân dẫn tới tình trạng không hạnh phúc trong giới trẻ. Báo cáo hạnh phúc thế giới hàng năm được đưa ra vào năm 2012 để hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Người dân ở 143 quốc gia và vùng lãnh thổ được yêu cầu đánh giá cuộc sống của họ theo thang điểm từ 0 đến 10. Theo báo cáo này, Phần Lan vẫn ở vị trí số 1, tiếp đến là Đan Mạch, Iceland và Thụy Điển. Trong đó, Afghanistan và Liban là hai quốc gia ở vị trí cuối cùng của báo cáo. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thực sự Quốc tế trên kênh YouTube Phênh Truyền hình Thông tấn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.